Đang Nghĩa xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào, một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang tươi bình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mai ấm thêm vui. Đại Nghĩa xin chào mừng bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nhà hàng Bột Giặt Shop Hương Sa Vải đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cuối tuần rồi là thời điểm chúng ta gặp nhau để cùng xem ba gia đình đến đây tham gia chương trình như thế nào. Đặc biệt là ba bà vợ sẽ dùng kiến thức sự khôn khéo của mình ra sao để có thể giải cứu cho những ông chồng. Và vòng thi đầu tiên của chúng ta có tên là vòng thi khởi động, thì đơn giản thôi, chỉ là trả lời một câu hỏi tình huống mà chương trình đưa ra. Vòng thi thứ hai thì lúc đó mấy ông chồng á được quyền sáp vô phụ với ba bà vợ trả lời, tìm ra những cái bí ẩn đằng sau bức tranh lớn thông qua việc giải mã những câu đố vui, những câu đố mẹo. Vòng thi thứ ba là tâm đầu ý hợp, kiểm tra xem coi các cặp vợ chồng này họ hiểu nhau như thế nào. Và vòng thi cuối cùng dành cho hai gia đình có điểm số cao nhất với tên gọi là nhanh tay đáp lệ, và rất nhiều những phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón cả ba gia đình. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm quen với họ nha. Gia đình Lê Thị Như Ý và Đỗ Ngọc Hào đến từ Vĩnh Long. Chúng em thì mới kết hôn được vài tháng, đến với chương trình này thì hai vợ chồng em mong là giao lưu học hỏi những kinh nghiệm về chăm sóc gia đình. Gia đình thứ hai chúng ta cùng làm quen nha. Xin được giới thiệu gia đình của Lâm Thị Thu Hiền và Ngô Thanh Phương. Dạ, xin kính chào anh Đại Nghĩa, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Em là Thu Hiền, còn phu quân của em là Thanh Phương. Trời, dạ. Phu quân hả? Vợ chồng em là đã kết hôn được 4 năm và hiện tại là có một bé gái 2 tuổi. Đến với chương trình ngày hôm nay thì với tinh thần là vui là chính, nhưng mà nếu mà được súng xính ôm xà bông về thì càng vui hơn. Vì vậy là rất mong sự cổ vũ rất nhiều từ quý khán giả cho cả ba đội chơi chúng em, để chúng em có tinh thần chơi, chơi hết mình, chơi nhiệt tình. Cảm ơn em. Gia đình tiếp theo chúng ta hãy làm quen nha. Gia đình Nguyễn Kim Nhường và Nguyễn Thanh Bình đến từ Hậu Giang. Hai vợ chồng kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Dạ được 3 năm rồi, có một bé gái 2 tuổi ạ. Thấy cha mẹ không vui cái con gái kết nối với cha mẹ lại là hết giận. Cái đúng là một cái dịp cầu nối tuyệt vời của cha mẹ ha. Cảm ơn phần tự giới thiệu của gia đình em. Và bây giờ thì mời ba ông chồng về vị trí trung tâm sân khấu. Xin mời. Chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên mang tên Khởi Động. Mời Như Ý đặt cược. Dạ em cược 1000 điểm. 1000 điểm. Hào, mời em bấm nút chọn hình. Sản phẩm của nhà tài trợ Bột Giặt Shop Hương Nước Xà Vải. Chủ đề đó là mẹo vặt. Chúng ta xem tình huống nha. Trời ơi, cái gì kỳ vậy hả? Tự nhiên đang chạy cái tự nhiên ngừng từ đầu hẻm nó vừa dẫn bộ. Gà chống giùm em chị. Trời đất ơi, sao mà tự nhiên kỳ vậy? Xe hư hay sao? Nó có lý do hết chị à? Lý do mà em dẫn bộ từ ở ngoài vô đây á, đó là em sợ hao xăng, em tiết kiệm đó mà. Trời ơi, tôi đi xe anh tôi trả tiền đàng hoàng mà đi mối nữa chứ phải không trả tiền đâu mà anh đưa đón khách vậy, mốt tôi đi. Dạ thôi chị đừng có nóng, thôi cho em tính tiền em bớt chị 20 đó. Vậy là hôm nay bớt khúc đi bộ là còn 40 phải dạ không? Dạ không, bớt 20 là còn 120. Cái gì? Dạ bớt 20 là còn 120 tiền xe ôm của em. Anh có tính lộn không vậy? Làm gì tính lộn vậy? Trời ơi, tôi đi mối anh biết bao nhiêu tháng trời rồi, lần nào đi về cũng 60.000, xong nay lên gì tới 120 mà dắt bộ mà lên 120 là sao? 60 đó là cái giá cũ rồi chị ơi, hôm qua xăng nó mới lên giá. Bây giờ khỏi chị chứ giờ xăng lên giá qua em mới lên giá chứ giờ không lẽ giờ đây em đi gạt chị mấy chục ngàn. Nè, trời đất ơi, thà anh nói ngay từ đầu, được hay được tôi không đi, tôi nghĩ ngày nào cũng giá đó tôi mới đi là cái thứ nhất. Nếu anh nói mấy chục ngàn trời, bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, 10 ngàn thôi đó là người ta đi ra chợ người ta mua được bó rau, vài cái trứng hột vịt về người ta làm ăn được bữa cơm. Anh lên một tôi một lần 60 ngàn, anh biết là 6 bữa cơm của tôi không? Chị biết tính một mà chị không biết tính hai. Bây giờ em nói chị nghe, em đã chạy xe ôm rồi em nói giá, nếu mà nói giá mới vậy sao chị đi là cái thứ nhất đó là em chạy phải không? Cái thứ nhì là bây giờ cái trứng cái bó rau của chị với lại cái gì đó em không biết, chị có đổ vô xe đi chị chạy được không? Xăng nó là nhiên liệu còn cái kia nó là thực phẩm, hai cái khác nhau chị ha chị. Đây không nè. Thể nào mà nói gì được ha. Đây nè. Dạ. Anh đừng tưởng tôi đàn bà con gái mà anh muốn chặt chém lúc nào cũng được. Dạ. Nghe không nè, anh nói là cái nguyên nhân mà anh lên giá là do giá xăng tăng á hả? Chính xác.
tôi thấy là cái nguyên nhân khác rồi đó. Đây nè, đây nè, anh nhìn đi. Thời buổi bây giờ ai đi chiếc xe này nữa? Trời, chiếc xe cũ kỹ cà tàn, hao xăng là đúng rồi. Bây giờ người ta ra mua mấy cái xe xịn ở ngoài á, không? Cái gì phun xăng điện tử gì đó, đi cho nó đỡ. Thôi đi chị ơi, chị không có biết cái gì á. Cái xe này là xe số, xe cũ nhưng mà là xe số chạy rất là đỡ hao xăng là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là tôi không cần biết chiếc xe kia nó phun xăng điện tử gì đó. Hễ mà công nghệ càng cao nó chạy càng nhanh là nó càng hao xăng. Còn xe tôi, chị thấy tôi chạy không? Rất an toàn. Chỉ có chạy 15 cây số một giờ thôi. Đó. Rồi rồi, coi như là tôi thua cái vụ chiếc xe với anh đi. Bây giờ tôi nói anh nè, do anh đổ xăng mà anh không nhắm thời tiết đổ. Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi mới nghe đổ xăng mà nhắm thời tiết á, làm sao vậy? Chị giải thích tôi nghe lọt lỗ tai không? Thôi thế nè, xăng là nhiên liệu lỏng, đúng không? Hợp lý. Đó. Gặp thời tiết mà nắng nóng á thì nó nở ra. Đó. Nở ra. Trời lạnh á thì nó co lại. Co lại. Đó. Thì anh đổ á, anh phải lựa lúc trời mát, trời dịu anh đổ nó mới lời. Anh lựa trời nắng nóng rồi đổ còn chút xíu rồi, bởi vậy đi hao xăng rồi ít xăng rồi đổ thừa khách rồi chặt chém tiền của khách. Ê khoan, tôi không cần biết nó giãn nở gì đó. Nè. Người ta cái cây xăng á là xăng, bộ chị tưởng là để ở trên cái thùng xăng, không có đâu, người ta chôn dưới đất là nó cũng mát vậy. Đổ vô xe mình cũng mát vậy. Nó không có gì gọi là vấn đề á. Vậy thì á nè nè, tôi có nghe người ta nói, thấy không? Đó, bây giờ người ta dùng cái loại xăng mới gì gọi là xăng sinh học gì đó. À. Đó là pha với cồn đó. Đi á, vừa đỡ hao xăng vừa tiết kiệm tiền mà sạch sẽ cái xe nữa. Thôi thôi đi chị ơi. Đã biết ở trong xăng mà xăng gì? Chị mới nói là xăng sinh học. Xăng sinh học nó có cồn đúng không? À. Đổ vô trong máy tôi chưa biết là nó còn nổ máy này hay không, mà nó còn làm xỉn mấy cái máy móc, mấy cái dên, mấy cái này cái kia của tôi nữa làm chi. Trời ơi, tôi thiệt chị, đổ xăng bình thường, xăng tự nhiên là hay nhất, xăng truyền thống là hay nhất. Tôi không cần biết xăng sinh học xăng gì hết á. Thôi bây giờ tôi không tin, hỏi mấy chị em chơi coi ai đúng ai sai tôi mới trả tiền. Mấy chị em, tôi đi làm lụng cực khổ quá mà. Hả? Xăng nào là tốt nhất cho xe vậy mấy chị em? Trả lời tôi nghe đi để tôi còn lấy tiền về nữa. Quan niệm nào là đúng về tiết kiệm xăng? A. Xe chất lượng cao sẽ tiêu hao ít nhiên liệu. B. Đổ xăng khi trời mát sẽ đổ được nhiều xăng hơn. C. Sử dụng xăng sinh học tốt hơn xăng truyền thống. Dạ, em xin chọn đáp án C. Chúng ta xem câu trả lời từ chương trình. Các loại xe chất lượng cao thì thường là xe thể thao nè, dung tích của máy lớn nên tiêu hao rất là nhiều nhiên liệu. Ngoại trừ xe có chế tạo cái chế độ phun xăng tiết kiệm, chứ còn nếu như mà chúng ta nói là xe chất lượng cao tiêu hao ít nhiên liệu hơn là những xe đời cũ là không đúng nghe. Thứ hai là bể chứa nhiên liệu ở cây xăng thì luôn đặt sâu dưới lòng đất, do đó nhiệt độ ổn định nên không có tách biệt về mức giãn nở của nhiên liệu. Nên khi mà lúc trời mát hay là lúc trời nóng hay là trời lạnh như thế nào đi nữa thì cũng không có khác biệt gì. Còn xăng sinh học thực chất là hỗn hợp xăng A92, xăng khoáng, xăng có nguồn gốc từ dầu mỏ, pha thêm 5% độ cồn ethanol. Vì thế xăng sinh học có giá rẻ hơn và thân thiện hơn với môi trường so với xăng truyền thống. Dự đoán xăng sinh học sẽ trở thành nhiên liệu thay thế trong tương lai khi nguồn dầu khí cạn kiệt. Và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng Như Ý. Mời em tìm bước chân may mắn cho mình. Dạ, em chọn ô màu xanh. Ô màu xanh. Đó chưa phải là bước chân may mắn. Gia đình tiếp theo nha. Dạ, em đặt cược 1.000 điểm Thanh Đại Nghĩa. Hiền đặt cược 1.000 điểm. Mời dạ. Phương bấm nút chọn hình. Chủ đề sức khỏe và tình huống như sau. Bé yêu ơi, đem nước ra uống rồi. Uống cà phê nghe sướng rồi. Trời đất quỷ thần thiên kìa, trời ơi chết rồi, trời ơi, dẹp. Lấy cái này uống, lấy cái này uống liền. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi uống cà phê là một cà phê không đường là cà phê tuyệt vời của tôi mà. Uống cà phê không đường không có tốt. Mắt của anh yêu kém rồi, không được uống cà phê không đường. Uống cà phê không đường đâu có liên quan gì với mắt đâu. Nè, bé yêu nhìn mắt anh kỹ đi. Nhìn đó, thấy không? Đó. Nó sáng như là đèn ô tô. Chớp à. Ê, chết rồi bé yêu ơi. Sao? Ê, trời ơi. Cái lòng mi nó bị giật rồi. Bây giờ chết chắc rồi, chắc là sẽ có cái điềm gì đó. Cái này là điềm báo này, chắc là có cái chuyện không may rồi. Thế nào là trong cái gia đình mình hôm nay là cũng có cự cãi với nhau. Em nghĩ sao vậy, cái thời này là cái thời gì rồi mà anh yêu còn tin dị đoan tới vậy chứ. Cà phê là gì? Cà phê là một loại thức uống có chứa caffeine. Caffeine là một chất kích thích, khi mà chúng ta uống vô nó kích thích cho cơ của chúng ta cà giật. Bởi vì anh yêu mới bị mắc giật đó, hiểu không? Để bé yêu tào lao quá. Nghĩ cà phê này uống vô là giúp cho chúng ta là không ngủ không mà thức là phải mở mắt trao
thì làm sao mà mắt cây giật được. Vậy là nguyên nhân thứ hai đó. Nguyên nhân thứ hai là sao? Là cơ thể của anh yêu bị thiếu đường. Tại vì sao? Tại vì anh yêu uống cà phê không có đường. Mà đường là gì? Đường là một chất để cung cấp năng lượng. Mà thiếu đường á thì cơ thể chúng ta báo động cho chúng ta biết là chúng ta đang thiếu năng lượng. Nên anh yêu mới bị mắt giật cà bập vậy đó. Anh nói nghe là đường là uống vô thiếu đường thì mình sẽ mệt. Mình bủng rủng tay chân thôi chứ làm gì mà ảnh hưởng tới con mắt được. Hả? Thấy chưa, nói thế nào nói là thế nào cũng bất đồng quan điểm với nhau mà cự cãi à. Thấy chưa, hồi nãy nói điềm báo là đúng rồi, thấy không? Khi mí mắt bị co giật là dấu hiệu của A. Giác quan thứ 6, B. Cơ thể thiếu đường, C. Cơ thể dư thừa caffeine. Dạ em chọn đáp án C thế này. Đáp án A thì không phải rồi. Còn đáp án B thì em ăn uống bình thường nên cũng không thể thiếu đường được. Dạ. Nên em chọn đáp án C. Đáp án C, dùng phương pháp loại trừ. Và đây là đáp án. Nhiều người khi mí mắt bị co giật á, thì họ cho rằng là mình sắp gặp chuyện gì đó không được may mắn. Nhưng sự thật chứng minh rằng á, đó đa phần chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Thật sự ra thì hiện tượng mí mắt bị co giật có thể là dấu hiệu để báo về vấn đề sức khỏe của mình chẳng hạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffeine là một chất kích thích thúc giục giải phóng dẫn truyền thần kinh, làm tăng khả năng phản ứng bên trong cơ bắp và dây thần kinh gây ra cơ rung ở mí mắt. Thông thường thì hiện tượng này sẽ nhanh chóng biến mất trong vài phút hoặc vài ngày. Nhưng nếu mắt không ngừng co giật trong thời gian dài thì hãy đến bác sĩ để tìm biện pháp điều trị nhé. Và đáp án câu này là C. Chính xác, chúc mừng em. Bước chân may mắn mình lựa chọn là ô màu nào? Tại vì cháu em nó cũng dặn gì á gì. Vì đi gì chọn cái màu xanh cho nó may mắn nên em cũng chọn màu xanh. Mời em. Đứa cháu chính xác quá. Giúp cho dì của mình tìm được bước chân may mắn với phần quà là một bộ chảo chống dính. Gia đình thứ ba, gia đình của Kim Nhường. Dạ em cược 1000 điểm. Mời Bình bấm nút chọn hình. Chủ đề mèo vặt. Mình xem tình huống nha. Mình ơi, Mình Dậy nói cho nghe cái này nè. Cái gì anh? Dậy đi. Ôi, cái gì anh mới phát hiện ra một chân lý rất là tuyệt vời ở mặt trời luôn. Anh mới vừa phát hiện ra luôn. Nè, chắc trong lúc mà con mắt mình ngủ á, cơ thể mình nó vẫn hoạt động. Trời ơi, mình ngủ thì tất cả nó ngủ hết. Tự nhiên mình ngủ mà cơ thể hoạt động là sao? Là mình ngủ á, tay chân mình nằm im re nè, em thấy không? Tay chân nằm im re, tim gan phèo phổi im re luôn. Nhưng mà thật chất là nó đang hoạt động, chứ nó không hề im re như mình thấy. Không biết, nói chung mình ngủ là tất cả nó ngủ hết. Như em ngủ là nó ngủ, bây giờ em dậy là nó dậy đó. Sai! Mình ngủ nhưng mà nó vẫn thức. Thức để làm gì? Thức là để là giúp cho mình hấp thụ oxy. Sau đó là lọc chất độc cho cơ thể, đúng không? Em hiểu rồi. Coi như bây giờ á, là mình ngủ, đúng không? Một nửa nó thức, một nửa nó ngủ, ok? Cái gì? Nằm xuống ngủ. Một nửa thức là 50 này thức là 50 kia ngủ. Xong rồi 50 kia thức thì 50 này ngủ. Thì đúng rồi. À khoan đã. Nhưng mà bây giờ ấy cho chính xác thì trước khi ngủ mình hỏi mấy chị ở đây đi. Ha. Mấy chị ơi, khi mà mình ngủ á thì cơ thể mình thức hay là nửa thức nửa ngủ hay là ngủ hết luôn? Bạn ngủ nhưng cơ thể vẫn làm việc là A đúng, B sai, C ý kiến khác, có nghĩa là một nửa ngủ, một nửa làm việc. Dạ, em chọn đáp án A. Dạ. Thì lúc đó những cái bộ phận nào, cơ quan nào vẫn làm việc? Dạ, như tim, não. Phổi, não. Dạ. Tất cả những cái cơ quan bên trong con người chúng ta vẫn phải làm việc để duy trì sự sống của mình ha. Dạ. Hầu hết mọi người nghĩ rằng khi ngủ, bộ não cùng cơ thể cũng chìm vào trong giấc ngủ và nghỉ ngơi. Thế nhưng thực tế chúng vẫn làm việc không ngừng. Lịch làm việc của cơ thể vào ban đêm được các nhà khoa học nghiên cứu như sau. 22 giờ đến 23 giờ là thời gian tuyến giáp thải độc. 23 giờ đến 1 giờ là thời gian tủy tạo máu. 1 giờ đến 3 giờ sáng là thời điểm gan đào thải độc tố. 3 giờ đến 5 giờ sáng là thời điểm phổi thải độc. 5 giờ đến 7 giờ sáng hệ tiêu hóa bắt đầu bài trừ chất độc, trả lại một cơ thể tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới. À
À, còn một điều nữa là ngoài ra mà khi chúng ta ngủ thì các mạch máu dưới da sẽ giãn nở để bổ sung oxy và dinh dưỡng cho da. Khi ngủ thì hormone sinh trưởng tăng lên, thúc đẩy sự sản sinh tế bào mới, làm lành các vết thương. Vậy nên dù ngủ nhưng những cơ quan bên trong cơ thể chúng ta vẫn còn thức và làm việc rất là tận tụy, tận tâm, nhiệt tình các bạn nha. Vậy đáp án đúng trong câu này đó chính là đáp án A. Chúc mừng em, và bây giờ mời em tìm bước chân may mắn cho mình. Dạ, em chọn ô màu xanh ạ. Ô màu xanh. Ô màu xanh sáng đèn cho bà con. Và phần thưởng mà Kim Nhường sẽ nhận được từ bước chân này đó là một cái quạt máy. Kết thúc vòng thi đầu tiên, điểm số 3 gia đình như sau. Gia đình của Như Ý 2.000 điểm. Gia đình của Thu Hiền 2.000 điểm. Và gia đình của Kim Nhường 2.000 điểm. Ba gia đình điểm số ngang bằng nhau. Và chúng ta sẽ bước ngay đến vòng 2 mang tên Đồng Lòng Vượt Khó. Vòng thi thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm ý nghĩa của bức tranh lớn thông qua việc giải mã từng mảnh ghép một. Gia đình của Thu Hiền. Em sẽ chọn mảnh ghép số 1 ạ. Ốm thì người ta kêu bằng kiến, mập thì gọi là bánh mì. Thi 3 vòng, em lọt top 2 là gì? Dạ, là cái eo anh. Là cái eo. Khi ốm ta gọi là vòng eo, con eo kiến. Mập thì người ta gọi là cái eo bánh mì. Còn thi 3 vòng lọt top 2, vòng 1 phần trên, vòng 2 ngay chính giữa, phần 3 là ở dưới. Đây là câu trả lời đúng, chúc mừng em. Kim Nhường, em chọn mảnh ghép số mấy? Dạ, em chọn mảnh ghép số 3. Một mẹ mà có 4 chân, con thời 3 tuổi mẹ còn 2 chân là ai? Dạ, là em bé. 3 tuổi biết đi rồi, còn 2 chân thôi, không phải bò nữa. Đây là câu trả lời đúng, chúc mừng em. Tiếp theo, gia đình của Như Ý. Dạ, em chọn mảnh ghép số 2. Có cánh mà chẳng biết bay, chân treo trên nóc chạy xoay vòng tròn là cái gì? Dạ, cái quạt trần anh. Cái quạt trần, có cánh, cánh quạt không? Có cánh dạ. Quạt, mà nó biết bay không? Không biết bay. À, chân thì treo trên nóc, trên trần nhà ha, chạy xoay vòng tròn là cái cánh quạt. Chúc mừng em, câu trả lời đúng. Dạ, em xin trả lời đó là châm dầu vào lửa. À, mình thấy một cái bình gì đó đang đổ vô, hình như một phần ngọn lửa đang cháy. Châm dầu vào lửa. Chính xác, chúc mừng em. Với 3 mảnh ghép mở ra thì gia đình Như Ý đã giải mã được bức tranh lớn này, mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Nhưng chưa có gia đình nào giải mã được 2 mảnh ghép trở lên nên không có cơ hội tìm bước chân may mắn. Kết thúc vòng 2 rất nhanh chóng thưa bà con. Và điểm số như sau: gia đình Thu Hiền 2.500 điểm, gia đình Kim Nhường 2.500 điểm, gia đình Như Ý vượt lên với 4.500 điểm. Hai gia đình còn lại cố gắng lên nha, tăng tốc nha. Vòng 3 tâm đầu ý hợp. Gia đình của Kim Nhường sẽ tham gia vòng này trước. Mời em bấm nút chọn hình. Nhãn hàng bột giặt xốp Hương Nước Xả Vải. Chủ đề đơn vị hành chính. Bắt đầu. Ở trước cơ quan của em để cái bảng chữ gì? Quý ban. Đúng rồi. Ở thường thường em đi chạy trả lấy gì về phát lương cho... À... cho cơ quan. Cho đoàn thể thì chắc... Bán lương. Không, chạy lên đâu lấy? Chạy lên huyện. Không phải. À, chạy vô kho đâu? Bạc. Ờ đúng rồi. Ba từ, có ba từ. Ừ con quá cái tao kêu bằng này nữa. À số 1. Mập hả? Gần đúng rồi, gần đúng rồi. Từ khác bỏ qua đi. Có bốn từ nha. Cái nhà thông tin gọi là gì? Hả? Nhà nhà văn hóa hả? Ờ đúng chữ hai chữ đó rồi. Rồi chữ văn hóa là ở sau, ở trước cái gì vậy? Văn hóa thông tin hả? Không phải. Ở phía trước đầu hẻm để cái bảng này nè là gì? Thôi từ khác đi anh. Lên, lên, lên hết chưa? Cái hậu gian mình gọi là gì?
Cái tỉnh hả? Ờ đúng rồi tỉnh. Rồi cái ổi gì? Ổi cái ổi gì mà tròn đỏ đỏ mà không phải nên mua trồng á. À tỉnh lẻ hả? Không, gần đúng rồi. Tỉnh tỉnh ổi tỉnh ổi gì? Thường thường vợ chồng mà thường thường cự nhau cái làm này ly gì? Tỉnh vậy hả? À, tỉnh ly gì? Ly gì? Ly hôn. Ly thân hả? 3, 2, 1 hết giờ. Giờ em không có ăn hàng rồi, không biết đâu xá lị hả em? Có biết không? Dạ biết. Biết đúng không? Giờ dạ. Bà đoán ông ra, ông xã em nói gì đó. Cái chữ là từ tỉnh lỵ. Mấy ngày lạ. Không, cái từ đó hơi lạ. Người ta gọi là tỉnh lỵ. Còn vụ này nè là cái gì? Là đô. Đúng được có hai từ quá thôi. Tiếc quá, tiếc. Không có cơ hội tìm bước chân may mắn cho mình rồi. Mang về 1.000 điểm. Gia đình của Như Ý, mời bấm nút chọn hình luôn. Chủ đề trang phục. Bắt đầu. Cái này là cái gì? Dây nịt. Cái này là cái gì? Áo. Áo sơ mi. Không. Dày hơn. Mặc mùa đông á. Áo ống. Đang áo gì? Ống đang khoác. Áo gì? Đang áo len. Đang. Đúng. Cái này có 3 chữ. Cái gì để mình lau mặt? Khăn. Lau mặt. Ừ. Khăn lau mặt. Không, khăn. Cái này là cái gì? Miệng. Không, con mỏ. Con chim á. Ừ. Đen, người ta nói đen như gì? Đen như con gì? À. Con gì? Con gì? Không. Con chim á. Con chim quả. Á. Ừ, 3 chữ. Khăn mỏ quạ. Đúng. Ờ cái này là cái gì? Dây nịt người ta gọi là cái gì nữa? Dây thắt lưng. Đúng. Lấy đúng 2 chữ rồi đó, đúng 2 chữ thắt rồi lưng. Đó. Ừ, rồi đang làm gì đây? Anh đang làm gì đây? Dài. Không, không. Mỡ. Không. Trái ngược với mỡ. Buộc. Dây nịt gọi là gì? Dây thắt lưng buộc. Cái này là cái gì? Bụng. Rồi 4 chữ. Thắt lưng buộc bụng. À. Nhanh lên. Cái giặt đồ. Cái xà. Cái xà phòng. Xà phòng. Cái nhà gì như người dân tộc á? Nhà gì người dân tộc á? Nhà sàn. Không, nó gọi là nhà gì? Hết giờ. Nhà sập. Xà rông. Anh nói rồng. Là người dân tộc mà cái gì là thì biết rồi, là xà rông. Người ta biết cái đó mà. Trời ơi, nói chứ dài. Lẽ ra nó đơn giản là em đoán được rồi đúng dạ. Không em? Em không biết là xà gì luôn. Ừ. Năm từ khóa: dây nịt, áo len, xà rông, khăn mẫu quạ, thắt lưng buộc bụng. Mình giải mã được 4 từ, mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Tìm bước chân may mắn nào. Dạ, em chọn ô màu xanh. Mời em. Dành cho mình đó là một cái tủ lạnh. Quá hấp dẫn nha. Tiếp theo, gia đình của Thu Hiền. Mời em bấm nút chọn hình. Chủ đề làm đẹp. Bắt đầu. Từ có hai từ nha. Thường là cái gì người ta nặng gì? Nặng mụn. Đắp xong cái gì vậy? Lọc mụn. Dạ. Đúng không thì nói? Dạ, được, đúng rồi. Hai từ nha. Thường thường làm gì cho nó sạch sẽ người mình á? Tắm. Dạ. Rồi là trái ngược với đen. Tắm. Dạ. Tắm tắm. Dạ. Dạ. Rồi ba từ nha. Cái làm gì á? Mở ra cái bẹp nhảy lên móng tay. Trời ơi, tốt rồi. Cung cấp từ khóa rồi. Dạ. Bình tĩnh em. Rồi tiếp. Dạ. Từ này có 4 từ nha. Cái này là gì? Răng. À, không, đây nè. Môi. Dạ. Rồi cái gì để quẹt lên môi cho nó đỏ nha. Tròn. Dạ. Và cái này là gì? Môi son má phấn. À. Cái tóc nó làm thành một cục vậy nè. Rồi Phạm Quy luôn rồi em. Phạm Quy luôn rồi. Dạ. Em Phạm Quy chữ tóc luôn rồi. Từ bới tóc. Mình được 3 từ: lột mụn nè, tắm trắng nè, môi son má phấn. 1.500 điểm. Mời em tìm bước chân may mắn. Em xin chọn ô màu trắng. Mời em màu trắng. Không có gì xảy ra cả. Đó không phải là bước chân may mắn. Kết thúc vòng 3, gia đình của Kim Nhường được 3.500 điểm. Gia đình của Như Ý 6.500 điểm. Và gia đình Thu Hiền 4.000 điểm. Chúng ta sẽ chia tay với gia đình Kim Nhường tại đây. Hai em sẽ ra về với giải thưởng trị giá là 3.500.000 đồng. Hai gia đình còn lại chuẩn bị sẵn sàng bước vào vòng đặc biệt mang tên Nhanh Tay Đáp Lẹ.
Câu số 1, chủ đề sức khỏe. Mời Như Ý đặt cược. Dạ, em cược 1000 điểm. Thu Hiền. Dạ, em cũng cược 1000 điểm. Bắp chuối, còn gọi là hoa chuối đó, hay thân chuối non có công dụng lợi sữa cho phụ nữ mới sinh. Mời Hiền. Dạ, thưa anh, đề nghị em chọn là bắp chuối ạ. Bắp chuối, đây là câu trả lời. Chính xác, chúc mừng em. Bắp chuối cung cấp calo, protein, vitamin E, chất béo và các khoáng chất khác như là magie, phosphor, có tác dụng kích thích tuyến sữa rất tốt cho phụ nữ mới sinh em bé. Có thể nấu canh, hầm bắp chuối hay là xắt nhỏ, luộc chín và trộn gỏi ăn đều được nhé. Còn thân chuối non không có công dụng lợi sữa nhưng chứa nhiều chất xơ, sẽ là cách đào thải độc tố cho cơ thể rất hiệu quả. Tuy nhiên, do hệ tiêu hóa còn non yếu nên phụ nữ mới sinh hạn chế ăn thân chuối non. Câu số 2, chủ đề mẹo vặt nội trợ. Như Ý đã cược nhiêu? Dạ, em cược 1000 điểm. Thu Hiền. Dạ, em cũng cược 1000 điểm. Bỏ mùn cưa và vỏ trứng vô ấm nước rồi đun sôi đều có thể tẩy phần cặn bám trong ấm nước, là đúng hay sai? Dạ, em nghĩ là đúng. Em nghĩ là đúng. Có nghĩa là bỏ mùn cưa và vỏ trứng đều có thể là tẩy phần cặn bám, đúng không? Dạ. Đáp án em đưa ra là đáp án chưa đúng. Em có câu trả lời không? Dạ thưa ạ. Không ạ. Không có câu trả lời. Vỏ trứng có tính khử, do vậy khả năng khử được phần cặn bám trong ấm nước. Có thể dùng ấm nước để luộc trứng từ 2 đến 3 lần sẽ thấy tác dụng. Còn đun sôi mùn cưa thì chỉ làm chấm càng nhiều cặn bám hơn do hỗn hợp để lại. Đó, nhớ nha. Câu số 3, chủ đề sức khỏe. Dạ, em cược 1000 điểm. Dạ, em cũng cược 1000 điểm. Măng tây hay rau đắng có thể ngăn ngừa bệnh ung thư? Mời Thu Hiền. Dạ, thưa em chọn được cả hai đáp án. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Măng tây có hàm lượng rutin cao, có thể ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, nhất là ung thư da, ung thư bàng quang. Rau đắng thì có chứa chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do gây bệnh ung thư. Vì thế nếu như trong bữa ăn mình mà thường xuyên bổ sung hai cái loại rau này á, sẽ rất tốt cho cơ thể chúng ta, tốt cho sức khỏe của mình ha. Câu 4, chủ đề chăm sóc trẻ nhỏ. Mời Hiền đặt cược. Dạ, em đặt cược phân nửa số điểm á. Phân nửa. Dạ, em cũng cược phân nửa số điểm. Massage, tắm với nước ấm và thư giãn trí óc. Bạn hãy sắp xếp trật tự các bước trên để trẻ có giấc ngủ ngon. Hiền. Dạ, thưa em chọn đó là tắm với nước ấm, sau đó là massage và thư giãn trí óc, là trẻ sẽ có giấc ngủ ngon. À, tắm với nước ấm trước. Dạ. Sau đó thì mang trẻ lên massage, rồi thư giãn trí óc bằng cách nào? Dù dạ, như có là thể là hát ru cho trẻ hát ngủ ru, hoặc đọc truyện, đọc sách, đúng không? Sự sắp xếp của Thu Hiền giúp em mang về thêm 3000 điểm, chúc mừng. Thứ tự đầu tiên đúng là tắm với nước ấm. Tắm nước ấm sẽ giúp trẻ thư giãn và biết rằng đã đến giờ đi ngủ. Bước thứ hai là massage. Massage là biện pháp giúp trẻ thư giãn. Sau khi đã lau khô và trước khi mặc đồ ngủ cho trẻ, xoa một ít dầu dưỡng ẩm vào lòng bàn tay và massage trẻ thật nhẹ nhàng. Nếu massage trước khi tắm có thể khiến lỗ chân lông giãn nở, tắm vào nước nhiễm vô có thể gây cảm lạnh, sốt. Bước thứ ba là thư giãn trí óc. Đây là cách giúp trẻ đi vào giấc ngủ bằng cách thủ thỉ kể chuyện, hát ru, đọc sách để giúp trẻ đi vào giấc ngủ ngon hơn. Chúc mừng em. Bây giờ mình còn một câu hỏi cuối nữa nha. Như Ý cố lên. Câu thứ năm, chủ đề thực hành. Dạ, dòng này em xin đặt cược 1000 điểm. Em đặt phân nửa số điểm. Hãy liệt kê những cách khắc phục sự cay mắt, nóng tay khi cắt ớt. Một, hết giờ. Như Ý bấm chuông. Rồi, đưa anh xem. Như Ý viết ra tất cả là 4 đáp án. Đầu tiên là rửa nước, lấy giấm, chanh, ngâm ớt trong nước trước khi cắt, đúng không? Theo em thì lấy giấm, chanh thì mình làm gì?
ngâm ớt hoặc là rửa tay cũng được hả? Ngâm ớt hoặc là rửa tay cũng được. Tôi ghi nhận 4 đáp án này của bạn nha. Bên đây làm sao? Có nhiều hơn không? Dạ không, em không nhiều hơn mà em không có tự tin. Ừ, vậy thôi khỏi bấm nha em. Và đây là 4 đáp án chính xác, xin chúc mừng. Ngoài ra thì Đại Nghĩa cũng sẽ cung cấp thêm cho các chị em một vài phương pháp nữa để tránh cái tình trạng này. Đó là chúng ta đeo bao tay, đeo mắt kính. Đơn giản quá mà em. Ngâm ớt trong đá lạnh, uống sữa, hoặc là rửa dao bằng sữa, hoặc là dùng dao cắt qua khoai tây rồi mới cắt ớt. Hoặc là có cách này nữa, bảo đảm các chị em sẽ thích. Mấy sai. Ăn món ăn gì đó liên tục để giảm sự tập trung của giác quan vào ớt. Ví dụ như là chúng ta có thể ăn xương gươm, ăn bánh ngọt, ăn trái cây, cắt bóc lụm, trời bận nhai, trời ngon quá, trái me này chua quá, trái táo kia ngọt quá, quên vụ cay. Đơn giản hết sức. Kết thúc vòng thi này, gia đình của Như Ý được 8.250 điểm. Gia đình của Xuân Huyền dẫn đầu với 9.000 điểm, xin chúc mừng. Mời em tiến lên giải cứu trong xã của mình nè. Thu Huyền, người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi trên chiếc cân vàng. Mời ông xã của em nè, để bình một giặt lên em, xin mời em. Chúc mừng gia đình của Thu Huyền. Và mời hai gia đình còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình nha. Kết thúc chương trình hôm nay, về ba là gia đình của Kim Nhường với giải thưởng là 3.500.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình của Như Ý giải thưởng là 8.250.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất, gia đình của Thu Huyền giải thưởng 9.000.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhà hàng Bột Giặt Shop Hương Sơ Vải đã đồng hành cùng với chúng tôi. Tuần sau, bà con cũng nhớ đón theo dõi chương trình nha, vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Và sau đó sẽ được phát lại vào ngày hôm sau, ngày thứ hai, lúc 16:30 trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin thân ái, chào tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.